VBFF Việt Nam Beauty Fashion Fest được sáng lập bởi đạo diễn Hoài Nhật Nam. Sau 3 mùa thành công rực rỡ, VBFF đã trở lại hoành tráng với mùa thứ tư. Một sân chơi thời trang đầy màu sắc dành cho các nhà thiết kế trong mùa hè năm nay với hai sự kiện đang hot nhất tại Maryland Quy Nhơn. Với sự tham gia của các nhà thiết kế đình đám, VBFF 4 Big Beauty ngày 16 tháng 7 năm 2023, nhà thiết kế Long Angie, nhà thiết kế Hà Thanh Việt cùng thương hiệu bikini NGC, VBFF 4 Calling in Love ngày 17 tháng 7 năm 2023, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư cùng thương hiệu thời trang The Show. Việt Nam Beauty Fashion Fest 4 với sự tham gia của những hoa hậu, á hậu, người mẫu hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của Top 3 Miss World Việt Nam 2022. Dẫn chương trình á hậu Phương Anh và MC Khánh Vy, tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng chờ đón VBFF 4.